Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, một thị nữ của Phong Hoàng châm chọc Diệp Phàm bị Diệp Phàm đáp trả gây gắt khiến Phong Hoàng phải can thiệp. Cô bé bé nhỏ bên vực Diệp Phàm trước Phong Hoàng và con cháu phong tộc. Chuyển sang tập 235 của Già Thiên. Nơi đây, tụ tập rất nhiều con cháu đại giáo Đông Hoang, rất nhiều người đều là nhân vật phi thường, hai ba người tụ cũng một chỗ bắt chuyện và kết giao lẫn nhau, tương lai không ít người đều sẽ trở thành tôn sư một phương. Nếu hiện giờ có thể có một chút quan hệ tốt với nhau, tương lai khẳng định sẽ có thật nhiều lợi ích lớn lao. Phàm là hạng người có chí cao đều sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn trước mắt. Diệp Huynh Ta nguyện ý dùng cửu chuyển thần đang đổi long văn hắc kim thánh linh kiếm của Huynh, có thể kéo dài sinh mệnh của Huynh. Triệu phát lại quay lại, mỉm cười lên tiếng. Bạn đang nghe kể chuyện tại kênh youtube đô 5 phút review. Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng dẫn tới chú ý của một số người gần đó, ai nấy đều quay nhìn lại đây. Diệp Phàm đã động sát ý đối với hắn, người này đúng lúc này nói ra, rõ ràng là nói toạc ra dụng ý của Diêu Quang Thánh tử. Mở miệng nói như vậy đúng là bụng dạ khó lường. Đổi hay không đổi? Đây là đang ép cung, bảo đang giữ mạng ngay tại đây nếu còn không đổi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên Triệu Phát thật ra cũng không có làm cho mọi người trên thần đảo đều biết. Một viên linh đan cũng muốn đổi Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm của ta, ngươi đây là lừa đảo hay sao? Diệp Phàm nửa thật nửa giả chất vấn, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Diệp Huynh nói lời ấy là sai rồi. Linh đan này cũng không phải là bình thường, chính là dùng linh dược tuyệt phẩm mấy vạn năm luyện chế thành, có thể làm sống lại da thịt xương cốt, là thuốc tiên giữ mạng. Đối với Huynh mà nói là thần vật giữ mạng vạn kim khó cầu. Triệu Phát cười giải thích. Diệp Phàm sớm thông qua cô bé biết được, người này không tốt, khi hắn sinh mệnh không còn nhiều, tương lai sẽ hạ độc thủ, đoạt báu vật trên người hắn. Đầu cơ kiếm lợi, người đây là muốn trá hình vơ vét tài sản của ta. Diệp Phàm nói, tuy rằng biết người này không phải là người lương thiện muốn loại trừ hắn đoạt bảo nhưng lúc này cũng không tiện biểu hiện ra ngoài sao lại thế diệp huynh không cần hiểu lầm ta ta chỉ là muốn đưa đến thứ cần thiết cho huynh hiện nay mà thôi triệu phát thực nhã nhặn cười lý hắc thủy vì cười nói người nếu như muốn giúp diệp phàm thì trực tiếp đưa ra một viên cửu chuyển bảo đan là được làm gì phải giao dịch như vậy chứ ngay cả hoa vân phi cũng từng tặng cho tiểu diệp cửu khiếu linh lung đang đấy triệu phát sắc mặt cứng đờ nói huynh đệ này vui đùa cũng không đúng. Ta cũng với Hoa Vân Phi kia nhưng là hai hạng người khác biệt, hắn bụng dạ khó lường, còn ta là một mối chân tình. Hiện giờ, Hoa Vân Phi bị đồng đãi là người thừa kế của độc nhân đại đế, thiên hạ đều biết rõ, ai cũng không muốn bị gán cho có quan hệ cùng hắn, lại càng không muốn bị so sánh cùng hắn. Ta nghĩ dùng thánh kiếm để đổi lấy bất tử thần đan, ngoài ra cái gì khác đều không có tác dụng lớn. Diệp Phàm cười nói, rồi cũng không nói gì thêm nữa. Triệu phát ra sầm sắc mặt xuống, không tiện nói thêm, từ đó xoay người rời đi. Cô bé mắt to trắng đen phân biệt, trong sáng, nhìn về phía một phương vị chú ý lắng nghe, sau đó lắc cánh tay Diệp Phàm nhỏ giọng nói, đại ca ca. Hắn nói sẽ làm cho huynh mất mặt, không cần tới bao lâu sẽ trà đạp huynh dưới bàn chân. Họ triệu này thật đúng là ngoài sáng một mặt sau lưng một mặt, cũng khẩu Phật tâm xà trong truyền thuyết giống nhau, thực phải phân hắn ra làm tám mảnh. Lý Hắc Thủy trầm mặt xuống. Phải cẩn thận một chút. Yêu Nguyệt không nhắc nhở đại thọ của thánh chủ phong tộc vẫn chưa đến ngày tuy nhiên diệp phàm cũng không thể không lo lắng rốt cuộc đưa tặng lễ vật gì đây ngộ đạo trà khẳng định không được liên can quá nhiều thần tuyền thánh quả lại càng không cần phải nói nếu lấy ra lập tức sẽ làm cho người ta nghĩ đến hắn tiến vào thái cổ thánh địa thành công chữa trị vết thương đại đạo tụ hội thật lâu sau hắn cũng với lý hắc thủy mang theo cô bé rời đi chuẩn bị đi tới cổ thành tử thiên đô gần đó nhìn thử xem chuẩn bị một ít làm lễ vật mừng thọ Tiểu ni cô áo trắng rất yêu thích cô bé, khi bọn họ rời đi nàng tặng một chuỗi dây vòng tay, mặt trên có điêu khắc thần Phật niệm hoa mà cười, trông rất kỳ lạ. Đi xa ra ngoài 800 thần đảo phong tộc, mấy người dịp phàm bay đi hơn mấy trăm dặm, bỗng nhiên có người cười lạnh, chặn đường đi bọn họ. Ả à, thị nữ của phong hoàng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cười âm lạnh, nghiến răng nói, ngươi còn muốn đi sao? Phía sau nàng ta xuất hiện một lão nhân, tuy rằng cách ăn mặc là một nô bộc, nhưng thực lực của hắn lại cao thâm khó lường, vừa nhìn liền biết là một cường giả siêu cấp. Ngươi còn có chuyện gì sao, chẳng lẽ là phong hoàng cho ngươi tới, có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Nếu không có phong tộc cung cấp 300 vạn cân nguyên, ngươi cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, lại liên tục bất kính với ta, đừng quên đây là địa phương nào. Sắc mặt ả thị nữ của phong hoàng càng ngày càng lạnh xuống, nói, hôm nay ngươi đừng nghĩ tới chạy thoát. Khẩu khí thật lớn. Ngươi chỉ là một thị nữ của phong hoàng mà thôi, lại dám đến đây chặn đường giết ta, Ngươi cũng biết điều này có ý nghĩa gì chứ, là phong hoàng bảo ngươi tới hay sao?" Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn nàng ta. Nữ tử này ngẩng cao đầu, vô cùng ngạo mạn, lạnh giọng nói, "Ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy thoát, có áp lực của thần vương, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng vẫn có thể lột một lớp da của ngươi." Vừa lúc thu hồi Long văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm, cùng với hạt giống Kỳ Lân thần dược của ngươi, ta cầm thay ngươi hiến cho thánh chủ, để bù đắp món nợ ngươi còn thiếu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một hạ nhân kiêu ngạo như vậy, dám hành sự như vậy, quả thật không tầm thường. Diệp Phàm nói, ả thị nữ của Phong Hoàng dường như rất phản cảm với người xưng hô nàng ta là hạ nhân, kêu lên giọng the thế, ngay cả công chúa cũng chưa bao giờ trách mắng ta, ngươi lại dám liên tiếp vô lễ với ta, ngươi chờ chịu chết đi. Dịch thúc, mau bắt hắn, đánh gãy toàn thân xương cốt của hắn. Được. Lão nhân áo xanh gật đầu một cái, phóng tới trước, tóc lão hoa râm, dáng người gầy ốm, ngón tay bắn ra từng luồng từng luồng gió sắc bén. Hóa Long biến thứ bảy. Lý Hắc Thủy giật mình, nhân vật như vậy bọn họ căn bản không thể đối kháng, cảnh giới kém quá xa. Lão bột này vươn ra bàn tay to chụp tới hướng Diệp Phàm, cười lạnh lạnh, một bộ dáng thắng chắc mấy người rồi. Ngươi chẳng qua là một lão bột thủ hạ của Phong Hoàng mà thôi, không sợ sau khi Phong tộc biết được trách tội ngươi sao? Diệp Phàm vừa thối lui, vừa lớn tiếng quát hỏi. Tiểu thư sẽ không trách phạt ta, bởi vì ngươi thật quá đáng sớm đã làm cho tiểu thư bất mãn lão bột áo xanh lộ vẻ mặt sắc lạnh bàn tay to hạ xuống hiện ra tiên thiên văn lộ vô tận đang vào mà thành một cái nhà da màu đen đáng sợ lão mang theo vẻ miệt thị muốn trấn áp diệp phàm một đôi nô tài các ngươi này thật sự là khinh người quá đáng diệp phàm sa sầm mặt xuống rất nhanh tránh né ra ngoài xoay người nói với hắc hoàng phong bế bọn họ lại tất nhiên là diệp phàm âm thầm truyền âm đối mặt với cường giả hóa long biến thứ bảy hắn kiên kỵ thật sâu ngay cả có hắc hoàng tương trợ cũng không biết có thể đối phó được không, phải tuyệt đối hết sức cẩn thận mới được. Ken Bàn tay to của lão nô áo xanh như quỷ trảo bắn ra từng đạo ô quan, đang vào thành nhà giam như mình thiết luyện chế thành, càng ngày càng chắc chắn và cô động, như một luyện ngục thật sự. Tiểu nghiệp xúc Ngươi cũng chỉ là một phế thể mà thôi, nếu không có phong tộc tương trợ, ngươi hiện tại cũng không là cái quái gì. Hiện giờ dám đến thần đảo của tộc ta dương oai, ta đánh gãy xương, cắt đứt gân của ngươi lão nô áo xanh cười lành lạnh lão huy động minh vực lao lung vây khốn tứ phương muốn vây khốn phong kính diệp phàm ở bên trong chậm rãi luyện hóa lý hắc thủy ở xa xa không kìm nổi kêu lên lão nô tài ngươi này nói chuyện cũng quá vô sĩ đi phong tộc ngươi cung cấp 300 vạn cân nguyên không giả nhưng còn không phải nhìn trúng diệp phàm phá vỡ lời nguyền sao vả lại lượng nguyên này có tác dụng bao nhiêu tự trong lòng các ngươi hiểu rõ diệp phàm tự mình cũng lấy ra nhiều nguyên như vậy tiểu nghiệp xúc đây là đại ân của tộc ta đối với các ngươi, nhưng lại không nghĩ hồi báo còn dám mạnh miệng, hôm nay nhất định trấn áp bọn ngươi. Lão nô áo xanh sắc mặt lạnh như băng, ra tay càng hung hiểm hơn. Minh vực lao lung màu đen phát ra tiếng ô ô, càng lúc càng lớn, che khuất cả bầu trời, mấy lần suýt nữa nhốt dịp phàm ở bên trong, nếu không nhờ bộ pháp thần diệu của hắn có được tốc độ cực nhanh, ác đã nuốt hận rồi. Ngay cả tiểu thư cũng chưa từng quở trách ta, ngươi lại dám vô lễ với ta, hôm nay ta muốn lột da của ngươi ra. Ả à thị nữ của phong hoàng ở bên cạnh thét chói tai, dịch thúc. Mau lên trấn áp hắn, không thể để hắn chạy thoát. Yên tâm. Ta đã tập trung hắn, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị ta bắt được. Lão nô áo xanh không có sợ hãi, căn bản không sợ dịp phàm chạy trốn, lộ ra vẻ cười lạnh giống như mèo vờn chuột, trên người hắn có thánh kiếm và hạt giống thần dược, các thứ này lại ở trong tay một người sắp chết như hắn, thật đúng là lãng phí, cứ để cho hắn trả lại phong tộc ta là tốt rồi. Đông, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trước cuộc triển khai phản kích, tại mi tâm hắn bắn ra một luồng sáng, hóa thành một chùm kim quang bay tới đánh vào lão nô áo xanh. Bốp. Lão nô áo xanh phun ra một đóa hoa sen ngăn chặn, thân mình lão hóa thành một luồng thanh quang lui ra ngoài, kinh sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh, loại thần thức cường đại này khiến lão cũng phải tim đập nhanh. Phốc. Đóa hoa sen kia nứt rạn, căn bản không có ngăn cản được thần niệm màu vàng, lão rùng mình ấn lạnh, trong miệng lẩm bẩm, truyền thuyết quả nhiên là sự thật, thần thức của tiểu nghiệt súc này kinh người, may mà sớm có phòng bị. Lão há miệng phun ra một luồng thần phong, hóa thành từng đóa từng đóa hoa gió, giống như liên hoa, trắng nõn không tì vết, tạo thành một bộ thần y, phòng hộ kín quanh thân lão. Dịch thúc. Ngài có bí bảo hộ thân như vậy, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ả à thị nữ của phong hoàng mừng rỡ. Phong chiến y, là một loại bí bảo của phong tộc, chuyên ngăn chống lực của thần thức. Sau khi lão nô áo xanh mặc vào chiến y màu trắng bạc, cả người đều có vẻ trẻ tuổi và anh vĩ hơn rất nhiều. Tiểu nghiệp xúc. Để ta xem ngươi còn có bản lãnh gì chống cự. Lão quát lạnh một tiếng, pháp lực mênh mông như biển, ngưng tụ ở trên bầu trời, hóa thành một mảng tiên thiên văn lạc, một lần nữa luyện chế thành minh vực lao lung trấn áp xuống. Diệp phàm âm thầm thúc giục, hắc hoàng ngươi đã xong chưa? Hắn nhưng là cường giả hóa long biến thứ bảy, ngươi cho là quả hồng mềm muốn thần không hay quỷ không biết vây khốn hắn lúc nào cũng được hay sao, chờ chút đi. Đại hắc cẩu truyền âm tiểu nương khốn kiếp kia. Đến đây đi. Ngươi và ta đại chiến 300 hiệp. Lý Hắc Thủy nhìn thẳng vào ả thị nữ của Phong Hoàng nói, rồi phóng vọt tới. Muốn chết. Lão nô áo xanh cười lạnh một tiếng, bàn tay to vắt ngang trời như núi nhỏ vỗ xuống, giam cầm luôn Lý Hắc Thủy trong chiến trường này. Các ngươi không nói đạo lý, như vậy là không đúng. Không thể khi dễ chúng ta. Cô bé ngồi trên lưng đại hắc cẩu, rất ngây thơ mở miệng nói. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp nha đến đây, để tỷ tỷ dạy dỗ ngươi một phen. Ả à thị nữ của Phong Hoàng cười lạnh, hóa thành một luồng hào quang vọt tới. Trong chiến trường, Diệp Phàm cũng lý hắc thủy không ngừng tránh né, đối mặt với cường giả hóa long biến thứ bảy, bọn họ phải chịu áp lực quá lớn, đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng sau khi thấy một màn trình diễn của đại hắc cẩu này đều vô cùng phấn chấn. Lão Phu không còn kiên nhẫn rồi. Tiểu nghiệt xúc. Đều cố định cho ta trong tay lão nô áo xanh xuất hiện một cây cổ phiên nhẹ nhàng chấn một cái hư không sụp đổ minh vực lao lung mở rộng lan tràn phủ chụp tới hướng hai người diệp phàm cũng lý hắc thủy như rơi vào vũng bùng lập tức hành động không thuận tiện sắp bị trói buộc xích thần quang bảy màu xông lên tận trời từ ngón tay diệp phàm chảy ra một mảng tinh hà trầm trọng như núi ngăn chặn luyện ngục và cổ phiên đúng là bột xương của thánh hiền đoạt được từ âm dương thánh nữ nơi đó đây là cái gì lão nô áo xanh cả kinh rồi sau đó cười lạnh nói, bảo vật này để ta dung hợp, luyện vào trong cổ phiên là thích hợp nhất không còn gì bằng. Ngươi còn muốn đoạt bảo, lão già kia. Ngày dỗ của ngươi đến rồi. Hắc hoàng kêu to, truyền âm chỉ điểm cho Diệp Phàm cách làm thế nào thoát ra ngoài, lúc này trận văn đã bố trí xong. Diệp Phàm cũng lý hắc thủy rất nhanh vọt ra. Cả vùng chiến trường này đã bị tinh thần thạch, thần huyết thổ các loại cổ quái gì đó che lại, lão nô áo xanh thấy được thì đã chậm rồi, hoàn toàn không xông ra được tiểu nghiệp súc các ngươi dám tính kế ta. Lão bất tử. Ngươi hãy mở miệng một cái là kêu tiểu nghiệp súc thật đã nghiền đi. Diệp Phạm đứng ở bên ngoài trận văn cười lạnh, nói, ngày chết của ngươi đến rồi. Ả à, thị nữ của phong hoàng xoay người bỏ chạy, nàng không nghĩ tới cường giả hóa long biến thứ bảy mà lại bất ngờ bị che lại như vậy, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này chờ chết. Ngươi còn muốn chạy. Diệp Phạm hừ lạnh một tiếng, đánh ra bàn tay to màu vàng rực rỡ một mảng giống nhau đám mây trên bầu trời, Diệp Phàm dường như đang đập trùi bọ, lập tức liền vỗ xuống nàng ta. "Ngươi không thể giết ta." Nàng ta kêu lên, kịch liệt giãy giụa. "Diệp Phàm sao có thể buông tha cho ả?" Vung bàn tay to lên chụp bắt lấy, ngón tay hơi dùng một chút lực, trên người ả ta xương cốt liền gãy nhiều chỗ, hắn ném cho Hắc Hoàng, nói: "Cho ngươi dùng làm nhân sủng." Bổng Hoàng không cần nhân sủng không chịu nổi như vậy, tối thiểu cũng phải là thánh nữ mới được. Đại Hắc Cẩu căng bản chướng mắt. Đây chính là thị nữ của Phong Hoàng cho ngươi dùng làm nhân sủng, nướng chân dê cho ngươi là thích hợp nhất rồi còn gì." Lý Hắc Thủy cười nói. "Gâu." Dưới khống chế của Hắc Hoàng, trận văn biến hóa, khu vực phong tỏa không ngừng thu nhỏ lại, Diệp Phàm đứng ở bên ngoài, vung lên bàn tay to màu vàng không ngừng đánh vào trong. "Lão bất tử, ngươi không phải muốn trấn áp ta sao, nếu muốn đập gãy xương của ta, đánh đứt gân của ta, không bằng ta trước đánh cho ngươi một trận." Hắn thân thể vô song, Hóa Long bí cảnh sao có thể so sánh được? ở trong mảng không gian nhỏ hẹp này lão nô ngay cả pháp lực đều bị giam cầm căn bản không thể chống cự ầm um, ầm um. bàn tay to màu vàng của diệp phàm không ngừng vỗ xuống khống chế lực đạo đánh cho lão nô áo xanh liên tục ho ra máu từng khúc xương gãy đoạn không còn đứng thẳng được các ngươi chỉ là một đôi nô tài mà thôi lại dám đến chặn giết ta thật sự là kinh người quá đáng diệp phàm cũng không biết đánh xuống bao nhiêu lần lão nô áo xanh này đã sắp thành đống thịt vụn nhưng không có chết sinh mệnh lực của cường giả hóa long bí cảnh rất cường đại chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể sống sót để ta cũng xả giận một chút lý hắc thủy tiếp thế chỗ hắn liên tục đánh ra hơn 10 bàn tay to đánh cho lão nô áo xanh không còn hình người phát ra tiếng cầu xin tha thứ không thuộc về mình nói có phải phong hoàng phái các ngươi tới hay không diệp phàm ép hỏi chúng ta tự chủ trương mà thôi công chúa rất tức giận chúng ta cảm thấy nàng sẽ không phản đối nên tới chẳng giết ngươi Ả thị nữ của Phong Hoàng hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, gần như sắp mềm nhũng ngã xuống. Thánh chủ phong tộc cũng không tệ lắm, nếu là giết hai người bọn họ, thật sự có điều không phải. Diệp Phàm trầm ngâm. Đừng giết chúng ta. Ả thị nữ thật sự sợ hãi rồi, lên tiếng cầu xin tha thứ, ngay cả lão nô kia cũng hoàn toàn chịu thua. Như vậy đi, bổn hoàng phát chút thiện tâm, đưa bọn họ đi đầy xung quân là được. Hắc hoàng mở miệng nói, rồi phục chế ra hơn phân nửa trận văn nhìn thấy ở bất tử sơn kia nó thực kích động, đây là trận văn của đại đế của lưu lại, nó muốn dùng hai người này làm thí nghiệm, truyền tống bọn họ đến tây mạc đi thôi, mấy chục năm cũng bay không về tới, để cho đám đầu trọc đó cảm hóa bọn họ. không cần a, à, lão nô áo xanh kêu to. ầm, uhm. quang hoa sông lên tận trời, đạo văn lóe ra, hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một mảng dao động năng lượng khủng bố. đại hắc cẩu ngơ ngác sững sờ, hơn nửa ngày mới mắng, con bà nó, sao lại thế này? Diệp Phàm cũng lý hắc thủy không cần nghĩ cũng biết, con chó chết này khẳng định lại phạm sai lầm một lần nữa, xác định chắc chắn không có truyền tống đến Tây Mạc rồi. Ngươi truyền tống người đi đâu vậy? Dường như truyền tống đến Nam Lĩnh rồi. Đại hắc cẩu không tin tưởng lẩm bẩm nói. Con chó chết ngươi thật đúng là một nhân tài, có thể từ Tây Mạc lệch lạc đến Nam Lĩnh, người bình thường ai có thể làm được, ngươi còn có thể tìm ra một ai kỳ quái hơn so với ngươi không? Lý Hắc Thủy đã kích. Gâu. Đại Hắc Cẩu thất thố, cuối cùng bọn họ không có truyền tống ả thị nữ đi mà đại hắc cẩu miễn cưỡng tạm thời thu làm nhân sủng theo phía sau đi tới tử thiên đô tử thiên đô là một trong 10 cổ thành lớn của địa vực trung bộ đông hoang từ xưa đến nay cũng không biết để lại bao nhiêu truyền thuyết tương truyền nó là một tòa tử kim thiên đô hư vô mờ mịt trong tiên giới rơi xuống phàm trần hình thành một cái cự thành danh truyền thiên hạ như vậy dịp phàm bọn họ ở trong này đi dạo hai ngày đi tới các đại thạch phường muốn chuẩn bị một phần lễ vật cho thánh chủ phong tộc Cuối cùng, Diệp Phạm ở một tòa thạch phường của tử vi giáo tuyển chọn mua một khối kỳ thạch, tuy nhiên cũng không có mở ra ở hiện trường. Hắn đã nhìn ra bên trong có thứ gì đó, nếu là một khối thần nguyên. Thì làm lễ vật mừng thọ như vậy là đủ rồi, không muốn dẫn tới chấn động ở tử thiên đô. Diệp Phạm rất muốn chọn thêm nhiều một số kỳ thạch, hoàn toàn trả lại 300 vạn cân nguyên cho phong tộc. Bằng không những người trẻ tuổi kia luôn đề cập chuyện này, khiến hắn cảm thấy thật không thoải mái. Đáng tiếc, thạch phường mặc dù có rất nhiều, nhưng làm sao có thể nơi nơi đều gặp kỳ trân được, có thể tìm được một khối thần nguyên đã rất hy hữu rồi, hắn không có thu hoạch gì khác. Hai ngày này, thị nữ của Phong Hoàng đi theo một bên, phụ trách làm các loại việc vụn vặt, sách túi, đút cho chó ăn, giăng màn, lau bàn. Sau đó rất nhiều người nhận ra, đều không kìm nổi giật mình, ở sau lưng nhau nhau bàn tán. Sao lại thế này, thị nữ bên người của công chúa phong tộc sao lại đến đây phụ trách làm nô tỳ cho thánh thể? Không đúng. Viên Minh Châu của phong tộc rất kiêu ngạo, sao có thể để thị nữ của mình làm những việc vặt cho thánh thể mà nàng xem không vừa mắt chứ? Các ngươi có ánh mắt tin tường chút được không? Nàng ta là nhân sủng của bổn hoàng. Đại hắc cẩu lầu bầu trong cổ họng, nước giải chảy xuống mặt đất, mọi người đều trố mắt nhìn trân trối. Nhìn cái gì vậy, ngươi hâm mộ lắm sao? Bổn hoàng không ngại cũng thu ngươi làm nhân sủng, ngươi nhìn qua cũng không ra gì. Đại hắc cẩu trân tráo mở miệng nói với những người đó. Con bà nó. Con chó chết này thật đáng giận sớm muộn gì ta cũng lột da sống nó, đi, hôm nay ta mời khách đi ăn thịt chó đen. Một đám người kêu to xui xẻo, nhưng cũng không muốn tranh hơi cũng nó, đồng thời trong lòng thực chờ mong, nếu để cho Phong Hoàng biết sẽ là sắc mặt như thế nào. Hy vọng Phong Hoàng sớm một chút biết được tin tức này, thị nữ của nàng làm nhân sủng cho một con chó giữ đấy, nhất định sẽ đánh giết tới cửa. Không sai. Hy vọng khoảnh khắc đó mau tới một chút. Diệp Phàm đi dạo ở Tử Thiên Đô, cũng không thấy có điều gì dị thường, nhưng cô bé lại kéo góc áo của hắn, ngây thơ nói, có người luôn xuất hiện. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh trong lòng, hắn linh giác nhạy bén biết bao, nhưng hoàn toàn không có cảm thấy gì, cũng không có một tia cảm ứng, đây cũng không phải là điểm tốt. Nếu người tới muốn gây bất lợi cho hắn, có thể hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Mỗi lần hắn đều biến thành người không giống nhau, xuất hiện mấy lần như vậy rồi. Cô bé thực nhu thuận nói. Ở chỗ nào? Diệp Phàm trong lòng có chút bất an hắn đã biến mất rồi. Mỗi lần dừng lại thời gian cũng không lâu, có thể sẽ còn xuất hiện. Cô bé chớp đôi mắt to, nhìn về phía đám đông người. Các ngươi có cảm thấy điều gì khác thường không? Diệp Phàm hỏi Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy. Bọn họ đều rất kinh hãi, hoàn toàn không có cảm ứng gì, cũng không biết từng bị người theo dõi, điều này làm cho bọn họ đều sinh ra cảnh giác, người tới hiển nhiên không tầm thường. Bọn họ hỏi cô bé kỹ càng tỉ mỉ để biết đó là một người như thế nào mỗi lần xuất hiện hắn đều đổi thành bộ dáng người khác, nhưng bé liếc mắt một cái có thể nhận ra. Cô bé non nớt nói. Diệp phàm bọn họ không thể không kinh dị, linh giác của cô bé rất nhạy bén, vượt qua tưởng tượng của họ, cô bé thấy được chân thân của người kia. Đó là một nam nhân rất bình thường, căn bản sẽ không bị người chú ý, mỗi lần đều đổi thành bộ dáng người khác, lẫn tránh ở trong dòng người, đứng ở ngoài 10 trượng quan sát Diệp phàm. 10 trượng. Đây là một điểm giới hạn, hắn không dám tùy tiện tới gần, coi như là chuyện tốt. Nếu như thần không hay quỷ không biết tới sát bên cạnh chúng ta, vậy thì rất nguy hiểm rồi. Lý Hắc Thủy có chút bất an. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kỹ càng tỉ mỉ hỏi cô bé việc trải qua, thậm chí về động tác mỗi lần của người kia, đến bước chân hiên ra và bước bỏ đi đều hỏi tới. Đích thân tới cách chúng ta chừng 10 trường, rất không tầm thường, đó là một nhân vật đáng sợ. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Ngươi có phải nghĩ tới điều gì hay không? Diệp Phạm hỏi, trước khi người kia chen thân đến 10 trường, ngoài cô bé, nhưng lại không ai có thể phát giác, điều này quả thật khiến người ta kinh sợ. Hy vọng ta có cảm giác sai lầm, bằng không phiền toái sẽ rất lớn đây. Đại hắc cẩu có phần khẩn trương, không kìm nổi quan sát khắp nơi. Ngươi phỏng đoán ra điều gì? Trong lòng Diệp Phạm trầm xuống. Nhân thế gian. Đại hắc cẩu phun ra ba chữ như vậy, rồi càng thêm bất an, nhìn quét hết thảy chung quanh, lại hỏi cô bé có thấy người nào khả nghi hay không? nhân thế gian lý hắc thủy giật mình rùng mình một cái bọn họ mới từ trong bất tử sơn mạch đi ra không lâu từng hiểu biết ở trong đó là một thế lực đáng sợ như thế nào ở thời đại viễn cổ khiến các thánh địa đều phải sợ run năm đó trên vùng đại địa mênh mông này có ba đại sát thủ thần triều viễn cổ muôn đời bất hủ kế thừa cổ xưa khiến các đại thánh địa đều phát lạnh ngay cả thánh hiền cổ đều từng vết qua video đến đây là hết cảm ơn mọi người đã xem video mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha